Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món mì xào chay. Về rau củ á, thì mình sẽ dùng là tổng cộng là khoảng 600g rau củ á, bao gồm là cà rốt nè, bắp cải thảo, rồi bắp cải, một ít rau muống. Hôm nay mình sẽ xào ra rau muống thay với cải ngọt nha, hoặc là các bạn có thể là mình thay thế bằng cải thìa cũng được. Cà rốt thì mình sẽ sắc mỏng thôi để cho khi mà mình sẽ luộc sơ nó sẽ nhanh chín hơn. Một ít rau cần. Rau cần mình sắc khúc, cái phần cọng cứng mình để riêng. Hai củ hành tím mình sắc mỏng với hành lá. Một ít nấm đông cô thì các bạn mình ngâm nước khoảng vài tiếng mình xả sạch lại, mình cắt làm đôi. Bạn nào mà ăn chay mà các bạn kiêng hành lá với hành tím thì các bạn có thể là mình thay thế bằng bơ rô nha. Mình dùng là khoảng 300g mì trứng. Các bạn quen dùng hiệu nào thì mình dùng hiệu đó nha. Rồi một ít đậu hũ chiên. Các bạn thích chả chay thì mình có thể là dùng thêm chả chay. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Mình sẽ nấu một chảo nước nha. Nước nó bắt đầu sôi rồi mình sẽ cho nấm đông cô vào trước. Mình luộc cái nấm đông cô này trước nha, rồi mình mới cho rau củ kia vô sau. Sau khoảng 2 phút thì mình sẽ cho mấy cái rau củ này vô nha. Mình chỉ cần luộc sơ cho nó vừa chín tới thôi, đừng có luộc lâu quá. Do mình dùng cái bắp cải tím nên cái nước nó sẽ ra cái màu như thế này nè. Mình cho vào khoảng vài chục giây mình vớt ra được rồi nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ pha cái phần sốt xào nha. Mình cho vào đây là một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê tiêu, thích nhiều tiêu thì mình có thể cho nhiều hơn, nước tương 2/3 muỗng canh nước tương. Nước tương này mình dùng của Likumki á, loại này nó vừa ăn, nó không có bị mặn nhiều. Nếu như các bạn dùng nước tương mặn nhiều thì mình sẽ bớt lại. Dầu mè khoảng một muỗng cà phê dầu mè. Hôm nay nhà mình ăn chay theo kiểu là đổi món á, nên mình sẽ dùng dầu hào mặn. Nếu như các bạn ăn thuần chay luôn thì mình sẽ dùng dầu hào chay nha. Dầu hào chay thì người ta làm bằng từ nấm đông cô á. 2/3 muỗng canh dầu hào. 1 muỗng canh tương cà chua. Nước sốt xào của mình nó sẽ đơn giản như thế này thôi. Mình cho một ít dầu ăn vô chảo nha. Mình sẽ cho hành tím vô, phi cho nó vàng thơm. Bắt đầu về là mình sẽ cho đậu hũ vô. Đậu hũ hôm nay mình dùng là khoảng 4 miếng đậu hũ á các bạn. Mình xắt nhỏ ra, mình mua về mình xắt nhỏ rồi mình chiên lại á, cho nó ngon hơn á. Rồi mình sẽ cho cái nước sốt vô nha. Mình cho vào đây khoảng một muỗng canh sốt thôi. Cho vào đây một chút xíu nước lọc, khoảng 50ml nước. Mình sẽ rim cho cái đậu hũ nó ngấm gia vị nha. Mình sẽ để lửa vừa nha, cho gia vị nó từ từ nó ngấm vô. Mình làm như thế này thì đậu hũ ăn nó rất là ngon, nó không có bị lạc. Giờ nó bắt đầu nó cạn nè các bạn, nó ráo được, mình thấy được rồi nè. Rồi mình sẽ lấy đậu hũ ra nha. Mình vẫn dùng cái chảo này nha, sau đó mình sẽ cho rau củ vô mình xào nè. Mình để trở lại lửa lớn nha. Mình cho vào đây khoảng một muỗng canh sốt xào nha, để cho rau củ nó ngấm nó sẽ ngon hơn á. Đảo sơ khoảng vài chục giây cho nó nóng lên là được. Tiếp theo thì mình sẽ đi luộc mì nha. Lúc này thì mình để xuống lửa nhỏ thôi. Mình để cái nồi nước kế bên luôn nè, cái nồi nước nãy mình luộc rau củ á, mình cho vô nha. Mình sẽ luộc mì cho nó vừa chín tới nha các bạn, đừng có luộc lâu quá nó mềm ruột mì á.
nó vừa chín tới thì mình sẽ đem qua bên rau luôn. Bên đây nếu như mình sợ rau củ để lâu nó mềm thì mình sẽ tắt bếp bên kia luôn nha. Mình thấy mì nó được rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ vớt ra mình cho qua cái bên chảo xào rau nãy nha. Mình tắt bếp luôn. Mình cho cọng cứng của rau cần vô luôn nha. Mình sẽ để lửa trở lại nha các bạn. Đảo đều nó lên. Cái sợi mì á, do mình luộc ở trong cái nước mà nó có bắp cải nên nó sợi mì nó cũng màu xanh xanh, nó cũng rất là đẹp. Mình sẽ cho cái nước sốt còn lại vô nha. Nước sốt còn lại thì nó khoảng hơn một muỗng canh chút. Khi nó nóng lên mình để lửa vừa để cho sợi mì nó sẽ hút những cái rau củ chất ngọt á, nó sẽ ngon hơn. Sau khoảng 4 phút thì sợi mì bắt đầu nó ráo rồi nè các bạn. Cái chảo xào của mình nó ráo nước rồi nè. Sợi mì nó hút hết cái nước ngọt rồi đó. Nó chín rồi nè. Mình sẽ cho lá rau cần với hành lá vô. Mình đảo lên khoảng vài chục giây nữa là được nha. Rồi giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Giờ mình sẽ cho mì ra dĩa nha các bạn. Cái sợi mì hôm nay của mình thì nó bị cái màu xanh xanh tím tím của bắp cải nên nó sẽ không có vàng đẹp. Nhưng mà cũng giống như là nó hút mấy cái chất dinh dưỡng, mấy cái chất ngọt này kia trong rau, nó cũng không sao, nó cũng ngon. Thì cái màu thì nó không được hấp dẫn mấy thôi. Sau đó mình sẽ cho đậu hũ lên nè. Đậu hũ thì mình đã rim như vậy, nó ngấm như vậy nó ngon hơn. Còn nếu như mà mình xào chung luôn á thì một hồi nó sẽ đậu hũ nó sẽ bị lạc á, giống như là mấy cái lớp gia vị nó phủ ở ngoài bên đậu hũ nó sẽ bị ngấm qua bên mì, bên rau nó sẽ bị lạc trở lại. Đó là mình sẽ để riêng như thế này thì ăn nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ rắc lên đây một ít tiêu nha. Về nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh lại, nhưng mà khi ăn nếu như mình thấy lạc á, mình có thể là ăn kèm chung với nước tương, với ớt. Món mì xào chay của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình xào chung với rau củ, lâu lâu mình đổi món cho gia đình mình. Với lại tháng này đang là tháng 7, là tháng ăn chay á, nên các bạn có thể là đổi món nha. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Sợi mì nó rất là ráo các bạn. Do là mình luộc nó vừa chín tới á, rồi cộng thêm mấy cái nước ngọt ở trong rau củ nó sẽ hút vào nó vừa đủ, nó không có làm nhão cái sợi mì của mình. Và gia vị mình thấy vừa ăn rồi đó các bạn. Sợi mì mềm, dai, ngon nhưng mà không có bị bở nha. Với món mì xào chay này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.